Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. An là quay lại với các bạn trong video mới. Trong video tuần trước, An có chia sẻ về bí ẩn vụ án Thiên Linh Cái phần 1. Và An chia sẻ tới khúc mà các anh điều tra viên phát hiện ra ba cái sọ người trong nhà của ông thầy Hai Tân. Hôm nay An sẽ chia sẻ thêm một phần, có nghĩa là kết thúc vụ án luôn, cho các bạn cùng theo dõi đủ bộ ha. Trong cái quá trình mà các anh điều tra viên phát hiện được ba cái sọ người trong nhà ông thầy Hai Tân, thì cái vụ án này nó chuyển sang một cái trang mới. Trong quá trình điều tra và khai thác lời khai từ ông thầy Hai Tân, thì ông thầy Hai Tân vẫn nằng nặc là ba cái sọ người đó không liên quan gì đến ông thầy Hai Tân hết. Ông thầy Hai Tân còn nói là ba sọ người đó được một ông thầy một mắt ở trên núi Sam tặng để luyện thiên linh linh địa linh linh. Các anh điều tra viên nghe theo lời khai của ông thầy Hai Tân và có cử một đến hai anh trinh sát đi điều tra cái sự việc và tìm cho bằng được ông thầy một mắt đó về. Trong cái quá trình mà đi điều tra và đi tìm ông thầy một mắt đó, hai anh trinh sát có ngồi nghỉ uống nước tại chân núi và có hỏi thăm bà con người dân ở đó. Vô tình hỏi ngay một bà cụ là có biết ai ở trong cái núi này là trị, là ông thầy một mắt trị bệnh và làm bùa phép không, thì bà cụ này mới nói lên: à, thầy một mắt đó chính là con rể của bà cụ. Thì hai anh trinh sát này mới rất là mừng tại vì kiếm được manh mối và có mời ông thầy một mắt đó về cơ quan điều tra để làm rõ cái vụ việc đó. Và sau khi mời ông thầy một mắt về tới cơ quan điều tra, ông thầy một mắt mới khai nhận là không có liên quan gì đến ba cái sọ người đó. Và lúc này tình tiết của vụ án càng ngày càng gay cấn. Trong cái quá trình mà vừa khai thác lời khai của ông thầy Hai Tân, thì có một anh điều tra viên bên đây cũng đang khai thác lời khai từ chị Thể. Và mới đầu chị Thể vẫn không nhận là chị Thể có liên can và liên đới trong cái sự việc xảy ra vụ án của ông thầy Hai Tân và vẫn chối quanh co. Và cái lúc mà sau khi lấy lời khai xong là khoảng 11:20, anh điều tra viên này mới lấy xe chở chị Thể về nhà. Trong lúc trở về nhà, đến nơi á, thì chị Thể có nói với anh điều tra viên là: anh ơi, gán giúp em, sau vụ này em sẽ có một số tiền lớn để đền đáp anh. Anh điều tra viên này mới nói với chị Thể: bây giờ em cố gắng em khai thật sự hết những nội dung là cái vụ án của ông thầy Hai Tân này cho anh sẽ mới giúp em được. Và chị Thể đã thú tội và nhận hết những cái tình tiết trong cái vụ án này cho anh điều tra viên đó. Và sau khi anh điều tra viên này nói lại với ông thầy Hai Tân, thì ông thầy Hai Tân lúc đó mới chịu thú tội và nhận tội mình trước các anh điều tra. Thì sau khi mà hỏi thì ông thầy Hai Tân này ông mới khai. Và một cái chi tiết rùng rợn nhất trong cái câu chuyện này là ba cái thi thể của ba cái sọ người đó, ông thầy Hai Tân chôn ở dưới sàn chỗ nhà ông ngủ. Các bạn thấy rất là kinh khủng. Và lúc đó là mấy anh điều tra viên mới tức tốc báo cho người nhà và tiến hành khai quật những cái thi thể đó lên. Nhưng mà lúc đó là người dân ở đó nghe được cái sự việc của ông thầy Hai Tân và họ rất là bức xúc, cho nên là họ đã đốt hết
đốt trụi luôn, cháy trụi cái nhà của ông thầy Hải Tân luôn. Cho nên là cái quá trình mà trục vớt thi thể lên nó hơi khó khăn. Với lại cái lúc đó là nước lớn nữa, cho nên là nước nó tràn vào, không xác định được cái khu vực mà ba cái thi thể của hiện tại là đang nằm ở đâu. Và lúc đó là các cơ quan điều tra mới nhờ hỗ trợ của người dân là cho mượn bè hoặc là cho mượn những khúc cây để đóng vào nẹp lại, để thành như là làm một cái khung để mình đổ bê tông á. Rồi mới mượn máy để hút nước trong cái vùng trũng đó ra và tiến hành khai quật lên. Thì bên dưới những cái bộ hài cốt vẫn còn ở dưới. Sau đó là các anh mới đem những cái bộ hài cốt đó với cái ba sọ người đi khám nghiệm ADN để xác nhận được là cái hộp sọ nào là trùng với bộ xương nào, gửi về cho gia đình để mai táng. Sau cái vụ án trên, lúc đó là khi mà đưa ông thầy Hải Tân ra pháp trường thì ông vẫn còn la to lên là ông chắc chắn là ông sẽ không bị gì hết. Và sau những cái làn đạn tử hình, ông thầy Hải Tân được tuyên bố tử hình, thì lúc đó là chấm dứt cho một cái quá trình mà sự việc đau lòng. Đến bây giờ người dân tại khu vực đó nhắc đến sự việc đó là mọi người đều rúng sợ và rất là lo sợ. Đến đây là chính thức là vụ án đã khép lại. Đến nay đã cũng rất là lâu rồi, nhưng mà nhắc lại cái vụ án đó thì mọi người đều còn gọi là rất là run sợ luôn. Thì cái bộ phim này An được biết là đã được dựng thành phim, nói lên cái vụ án mà mê tín dị đoan. Và cái vụ án hôm nay An chia sẻ đến đây, nó cũng xin phép dừng là kết thúc. Chúc các bạn nghe câu chuyện này vui vẻ thôi ha. Thì hôm nay An chỉ gửi cho các bạn cái câu chuyện, nó mang tính chất là tham khảo. Nhưng mà cái này là trong câu chuyện này của An kể, đó là một vụ án thiệt, thực sự diễn ra vào đầu năm 2000, vào năm 2000 á. Rồi, xin phép hẹn gặp lại các bạn trong một video mới sớm nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.